Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái video của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý anh chị và các bạn là cái bảng xem ngày tốt xấu trong tháng 4 của năm 2020 theo âm lịch. Thì xem ngày tốt xấu trước để tiến hành một cái công việc trọng đại là một cái thói quen đã được hình thành trong cái đời sống của nhân dân ta từ xưa rồi. Để cho ông ta xem ngày với cái mong muốn là chọn được cái thời điểm thích hợp để bắt đầu công việc, giúp mọi việc thuận lợi hơn. Thì ở đây chúng ta có thể tham khảo cái cách xem ngày tốt xấu mà chúng tôi để ở dưới đây. Đây là cái bảng dựa vào cái lịch vạn niên và bảng tra cứu ngày tốt xấu năm 2020 trong tháng 4 này, thì bạn có thể chọn đúng được cái ngày tốt để bắt đầu cái công việc kế hoạch của mình. Thì đây là cái bảng chi tiết về cách xem ngày tốt xấu trong tháng 4 mà chúng tôi tổng hợp lại. Ở đây các bạn cũng chú ý là trong cái video trước thì chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị và các bạn là cái bảng của tháng 3 rồi. Thì ở đây cũng tương tự như cái bảng của tháng 3, ở đây cũng có đầu tiên là cái thứ ngày. Bên đấy là cái ngày dương lịch, còn đây là cái ngày âm lịch. Thì âm lịch là đây là lịch can chi này, sao này, lục nhâm này, vận xấu khác này, tốt xấu tổng kết lại ở dưới cái phần này là như thế nào. Đấy. Thì ở cái phần này chúng ta chú ý là bắt đầu từ ngày mùng 1 của tháng 4 này. Tôi sẽ đi rất dần dần để mọi người xem nhé. Nếu mà nhanh quá thì các bạn có thể là quay lại cái video để các bạn xem được tỉ mỉ hơn. Hoặc là những bạn nào mà có cái máy chụp màn hình thì các bạn có thể chụp lại cái bảng này để các bạn ghi lại, để các bạn có thể xem được dễ dàng hơn. Thì ở đây, thứ nhất ngày mùng 1 này, ví dụ bên đây là ngày ta đối chiếu sang, bên này là ngày dương lịch, ngày 23 tháng 4 của năm 2020. Là vụ thứ năm này, ngày Bính Thân này, đấy là ngày bình thường đấy. Còn sang ngày mùng 2 này dương lịch, bên này là ngày 24 tháng 4 vụ thứ sáu này, ngày Đinh Dậu này, đây là ngày Tiểu Cát, đấy là ngày tốt đấy. Thì cách cách xem là các bạn xem như thế nhá. Đấy, các bạn đối chiếu để các bạn xem lịch âm lịch là ngày mấy, dương lịch ngày mấy thuộc vào thứ bao nhiêu, cái lịch can chi là nó là cái ngày gì và cái kết luận là như thế nào. Như đây là ngày mùng 3 là ngày tam lương này, là ngày xấu này, ngày không vong này. Rồi ngày mùng 4 này là ngày bình thường này. Ngày mùng 5 là ngày tốt này. Ngày mùng 6 là ngày bình thường này, ngày mùng 7 là ngày xấu này. Ngày mùng 8 là ngày xấu, mùng 9 cũng là ngày xấu này. Ngày mùng 10 là ngày bình thường, ngày 11 cũng là ngày bình thường. Ngày 12 là ngày tốt này. Ngày 13 là ngày tam lương là ngày xấu này. Ngày 14 là ngày tốt này. 15 là ngày xấu, 16 là ngày bình thường, 17 cũng là ngày bình thường, 18 là ngày xấu rồi vì nó là ngày tam lương. Ngày 19 cũng là ngày bình thường. Ngày 20 là ngày sát chủ, đây là cái ngày xấu này. Ngày 21 này là ngày xấu này. Ngày 22 là ngày tam lương, ngày xấu này. Vì trong một tháng có 6 ngày tam lương. Thì cái ngày tam lương là cái ngày mà đại kỵ, thì không nên tiến hành những cái công việc hệ trọng, nếu không thì sẽ dễ vướng phải những các cái chuyện xui xẻo. Với cái nguồn gốc của ngày tam lương thì tôi cũng đã có một cái video rồi, các bạn có thể lên kênh Lê Văn Lực để các bạn xem lại. Ngày 23 là ngày bình thường, là ngày 24 cũng là ngày bình thường, 25 cũng là ngày bình thường, ngày 26 là ngày xấu này, ngày 27 là ngày xấu, ngày 28 là ngày tốt, 29 là ngày bình thường, ngày 30 là ngày tốt. Thế thì ở trong tháng này thì chúng ta thấy là các cái màu đỏ ở đây thì sẽ có một số các ngày tốt như là ngày mùng 2, rồi ngày mùng 5, ngày mùng 12, ngày 14, rồi ngày 10, ngày 28, ngày 30. Thế thì trong cái tháng 4 âm lịch này là có tất cả là 6 ngày tốt. Đấy, còn lại là các cái ngày xấu và là ngày bình thường. Thì tuy nhiên thì cái đây cũng là một cái thông tin nó mang cái tính chất là tham khảo. Còn ngoài ra để chọn được cái ngày tốt phù hợp thì các bạn phải xem tuổi của mình là cái ngày tháng năm sinh, tuổi của mình là cái ngày nào, để chúng ta so sánh, chúng ta đối chiếu xem cái ngày đó là nó có hợp với cái mệnh của mình hay không, để chúng ta tra ra, để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta kỹ tìm hiểu kỹ hơn.
Thì đây là cái bảng mình xem ngày tốt xấu trong cái tháng 4 năm 2020 theo âm lịch. Chúng tôi cũng rất mong rằng với cái thông tin này các bạn sẽ có được nhiều các cái kiến thức bổ ích hơn trong cái việc mà giúp cho bản thân, gia đình, anh em nhà mình là chủ động đón lành, tránh dữ trong cái tháng tiếp theo này. Và xin được chúc các anh chị sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.